Công an làm việc với một số người tại tỉnh Thất Bồng Lai. Công an tiếp tục đến tỉnh Thất Bồng Lai, huyện Đức Hòa làm việc. Đến cuối giờ chiều, lực lượng lượng công an vẫn chưa làm việc xong, phía ngoài, cổng khóa kín. Sáng ngày 14 tháng 3, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng các đơn vị chức năng đã đến làm việc với tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, các nội dung của buổi làm việc chưa được công bố. Theo ghi nhận của phóng viên, Công an tỉnh Long An đang tiếp tục làm việc những người liên quan tại tỉnh Thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Việc này là để phù hợp với thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Long An. Trong bối cảnh những người tại tỉnh Thất Bồng Lai còn bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi khác. Buổi làm việc giữa Công an và tỉnh Thất Bồng Lai bắt đầu từ 8 giờ sáng. Lực lượng chức năng đi trên hai xe biển số xanh gồm một chiếc 16 chỗ và xe bán tải đến tỉnh Thất Bồng Lai. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, một số người trong tỉnh Thất Bồng Lai được đưa lên chiếc xe 16 chỗ rời khỏi tỉnh Thất. Hơn 14 giờ cùng ngày, nhóm người này được đưa trở lại tỉnh Thất Bồng Lai. Đến cuối giờ chiều, lực lượng lượng công an vẫn chưa làm việc xong, phía ngoài, cổng khóa kín. Tỉnh Thất Bồng Lai là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước, bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến đây sống cùng với bà Cúc. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này biến gia thành tự. Trước đó, cơ quan điều tra nhận được tin báo tội phạm về việc những người tại tỉnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi, nhận tiền từ thiện và loạn luân. Cảnh sát từng bắt quả tang hành vi nhận tiền của bà Cúc và khám xét nhà nơi ở. Công an tỉnh Long An cho rằng, thời gian qua những người tại cơ sở thờ tự này đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Liên quan đến vụ việc, mới nhất vào ngày 14 tháng 3, Công an tỉnh Long An đã có giấy triệu tập hai luật sư D, K, L và D, D, M liên quan đến tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, A05, Bộ Công an, do có liên quan đến hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Cả hai luật sư này đều thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là hai trong năm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo ngụ nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai. Liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 2 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị phạt cùng mức án 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên nhận mức án 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù về cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.